Tìm một nơi khí hậu trong lành, mát mẻ, an toàn và đặc biệt là ven biển để hít thở bầu không khí chất lượng như một phương pháp wellness tự nhiên thì không nơi nào lý tưởng bằng Phú Quốc. Nhưng đừng để cuộc sống nghỉ dưỡng, nghỉ hưu của chúng ta trôi đi một cách buồn tẻ. Hãy cùng khám phá một cung đường mà tại đó các căn nhà có cả hai cá tính, vừa náo nhiệt, vừa an nhiên nhé. Tại các căn nhà trên tuyến phố Taormina, mở cửa ra là có thể đón được ánh nắng bình minh, tràn đầy năng lượng bởi toàn bộ các căn nhà đều có mặt chính hướng về phía đông, chưa đến chiều dợp bóng mát, yên tĩnh hòa mình vào mảng xanh 22.000m2 trước mặt. Và chỉ cần một vài bước chân là có thể đến được những điểm nổi tiếng nhất tại Phú Quốc như Cầu Hôn, Sun Signature Gallery, Central Village và phố ẩm thực ven biển. Cân bằng giữa đông vui náo nhiệt và không gian bình yên cho cuộc sống tại Phú Quốc chắc chắn hội tụ tại tuyến phố Taormina.